Công an phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ xử lý một nữ đối tượng 4 lần chiếm đoạt hơn 300 tờ vé số của một người khiếm thị. Đó là Đào Thị Ngọc Hành, 44 tuổi, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 9, Công an phường Tân An tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ khiếm thị về việc khoảng 6 giờ 45 phút ngày 14 tháng 9, khi người này đang đứng bán vé số trên đường Chu Văn An, phường Tân An, thì có một người phụ nữ đến hỏi mua một tờ vé số. Lợi dụng nạn nhân bị khiếm thị nên người phụ nữ đã dùng một sấp vé số cũ của ngày hôm trước đánh tráo lấy 99 tờ vé số của nạn nhân. Vào cuộc điều tra, đến trưa ngày 15 tháng 9, Công an phường Tân An đã làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên là Đào Thị Ngọc Hành. Tại cơ quan điều tra, Hành khai nhận do nhiều lần nằm mơ trúng vé số và nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định đi chiếm đoạt vé số. Thủ đoạn của Hành là dùng vé số cũ đã mua trước đó rồi đi tìm người khiếm thị bán vé số để giả vờ mua rồi ra tay trộm hoặc tráo đổi. Sau đó Hành mang về nhà dò nếu trúng thưởng sẽ lấy tiền trả nợ. Hành còn khai nhận ngoài vụ tráo đổi chiếm đoạt 99 tờ vé số trên thì trong 3 ngày mùng 5, mùng 9 và 12 tháng 9, Hành đã tìm người phụ nữ khiếm thị trên giả vờ mua rồi rút trộm 204 tờ vé số. Toàn bộ 303 tờ vé số này Hành khai mang về nhà dò nhưng không trúng thưởng tờ nào. Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân An củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hành theo quy định của pháp luật.